Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì hôm nay em về thêm được cục đẩy Steam MX1000 nhé. Đẩy máy không nhiều sò lắm đâu, chỉ có là vào 12 sò một kênh, hai kênh 24 sò. Và bản đủ của nó thì nó tận vào 28 sò các bác ạ. Đấy, bản đủ của nó sẽ đóng thêm sò đây này. Đấy. Và còn bản cao nhất là 32 sò thì là máy nó giống cái con Steam MA1200 ấy, không đâu không có review. Thì đây, máy này là máy 900W một kênh nhá. 900W một kênh ở 8 ohm và 4 ohm là 1300 đến 1400W. Con này chơi gia đình tốt, các dòng loa 2530, 40, các bác đánh gia đình đánh thoải mái, đánh tẹt ga các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ test nhanh, em đang test với loa NAC TH15. Đấy. Con này về trong tình trạng là bãi về bị mất núm này. Cái này thì không tránh được. Và giá con này thì rất là tốt, hiện tại em đang bán là 3 triệu bao ship. Nên là các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá rất là tốt. Máy này nó có điểm hay đó là sử dụng cái mạch FreeMD, tức là tiền khuếch đại tín hiệu xuất đến phần công suất. Đấy là sử dụng linh kiện, toàn linh kiện cao cấp. Máy linh kiện rất là đầy. Máy này thì nhiều các bác bảo đây là máy EBO thì cũng đúng thôi. EBO thì toàn copy của CA Crest Audio thôi. Đấy. Con này thì được cái là máy xịn nhá, linh kiện xịn. Tụ điện là 75V. Có dung lượng là 12.000mAh. Nhiệt áp nguồn đây. Sò toàn Toshiba. Tất cả Toshiba hết, sò Nhật Bản hết. Linh kiện cao cấp, tụ toàn Rubicon, Japan hết. Đấy. Đây, các bác xem này, tụ CDE này, cũng USA. Đấy, toàn linh kiện cao cấp mà. Con này thì sản xuất theo tiêu chuẩn của EBO cũng như là Crest Audio. Đấy. Toàn thương hiệu của Mỹ thôi. Để em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau nhá. Thì đây là cái mặt sau này, CD này. 2109955. Đấy. Jack input là Ulbana, jack input là 6 ly. Đấy. Output là jack bắp chuối và jack speaker công cộng nguồn. Đấy, nói chung là cũng tương đối. Thì các bác nào quan tâm sản phẩm này thì hẹn trực tiếp với em nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip.